Thưa quý vị, trước những quy định mới của Cục Đăng Kiểm, cùng với đó là tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm đã khiến nhiều doanh nghiệp gặp không ít khó khăn, và không chỉ với doanh nghiệp vận tải mà cả những doanh nghiệp sản xuất cũng ảnh hưởng khá lớn vì liên quan đến nguyên liệu đầu vào. Hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa đã hơn một tháng nay do phải chờ đợi đăng kiểm, gần 30 đầu kéo và rơ móc của doanh nghiệp này phải nằm chỏng trơ như thế này. Theo chủ doanh nghiệp, thiệt hại ước tính khoảng 1,3 tỷ đồng trong một tháng qua, chưa tính doanh thu khi các phương tiện này hoạt động. Thứ nhất là thiệt hại về cho các cái doanh nghiệp mà là chủ hàng của chúng tôi, tức là cái toàn bộ cái chuỗi đó nó sẽ bị kéo dài ra. Và thí dụ như doanh nghiệp người ta không có đủ nguyên vật liệu để sản xuất, người ta sẽ bị kéo dài thời gian hơn. Cái thứ hai là nó thiệt hại cho cái doanh nghiệp vận tải, vì khi chúng tôi phải có cái những các cái chi phí mà nó gọi là định phí, thí dụ như khấu hao như thế, thì một ngày cái xe mà hoặc là cái rơ móc của chúng tôi mà nằm yên thì cái chi phí khấu hao nó vẫn phát sinh, và như vậy thì nó cũng vô hình chung là nó sẽ tăng thêm cái chi phí của doanh nghiệp. Còn đối với doanh nghiệp này, trước đây Cục Đăng Kiểm cho phép sử dụng một số vỏ xe có kích thước tương đương như trong sổ đăng kiểm. Tuy nhiên với quy định mới, doanh nghiệp này phải chi hơn 600 triệu đồng để thay lại toàn bộ vỏ cho 11 phương tiện đầu kéo và rơ móc. Trước đó là cái kiểm định đã cho mình cái dòng xài cái size vỏ nhất định như vậy. Cũng có size số mở ngoặc đóng ngoặc, cái size số có. Nhưng bây giờ kiểm định như bây giờ lật mới thì không cho, bắt buộc phải trả lại cái hiện trạng như mà lúc mà xuất xưởng vậy đó. Chẳng hạn như bây giờ em xài 29580 thì em chuyển đổi qua 11R22.5. Thì bây giờ bắt buộc phải chuyển đổi lại cái hiện trạng ban đầu, thì cái đó là rất là khó khăn cho doanh nghiệp. Cái thứ nhất là cái vấn đề mình đầu tư vào cái size vỏ đó, cái tài chính mình đã bỏ vô mình mua mình lưu kho, rồi mình đang xài vỏ rất là tốt ổn, mà bây giờ kêu chuyển đổi lại là khó khăn. Ngoài ra, việc các trung tâm đăng kiểm tự ý đưa ra một số quy định không đúng với thực tế, từ chối kiểm định với những lỗi nhỏ, không ảnh hưởng đến yếu tố an toàn kỹ thuật, cũng như khiến doanh nghiệp gặp không ít khó khăn. Trước tình trạng nhiều trung tâm đăng kiểm đã ban hành một số quy định mà không có được, không quy định trong pháp luật, hoặc là trục lợi từ cái xếp lốt phương tiện gây ra bức xúc cho chủ xe, thì cái này Cục Đăng Kiểm cũng đã có cái văn bản để chấn chỉnh, và trong đó thì đã nêu là nghiêm cấm các trung tâm đăng kiểm, các đăng kiểm viên và nhân viên không được tùy tiện tự ý đưa ra các yêu cầu hoặc ban hành các quy định trái pháp luật, lợi dụng cái lúc khó khăn ủng tắc để tiêu cực, sách nhiễu, trục lợi. Nếu để xảy ra sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Theo số liệu thống kê, hiện thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 860.000 xe ô tô các loại, trong đó gần 40% là xe cá nhân. Việc tự động giãn đăng kiểm đối với xe cá nhân là giải pháp tháo gỡ nút thắt hết sức cần thiết và cấp bách trong lúc này,